Vâng ơi. Vâng. Mày giả vờ điếc hả? Vào đây nhanh lên. Dạ. Có việc gì thế chú? Cứ vào đây đã. Vâng ạ. Cháu phải về nhà ngay. Em mày nó đưa con bạn nó về. Ưng mắt lắm. Cứ nhìn cái tướng đã thấy là mắn rồi. Ui giời. Cháu đã bảo là... Không có rời đất gì cả. Tao đã bảo về là về. Chú đã ra hạn cho cháu là hết quý tư cơ mà. Quý này tìm hiểu. Cuối năm cưới. Chú ơi nhưng mà... Thời buổi này ai lại cưới thế ạ? Tao bảo cưới là cưới. Nhưng mà... Ai thì mặc người ta. Về. Chú ơi cháu lạy chú. Cháu lạy chú ạ. Vâng. Thôi được rồi. Để cháu ra cất cái vó bè. Kẻo mất thì chết ạ. Thôi nhanh đi. Vâng ạ. Chú về đấy, cháu không về đâu. Mày lại giở cái trò ấy ra đấy hả? Cái thằng bố láo bố tuét kia. Trời ơi, nó lừa tôi. Cái thằng rời đánh thánh vật kia. Táo mà bắt được mày à, thì có mà dừ xương con ạ. Lại còn lạy mới van cái gì nữa hả? Thằng bất hiếu kia. Tao hỏi mày lần cuối cùng, mày có chịu lấy vợ không? Cháu không vội. Chú đi mà lấy. Mày lại dám ăn nói thế hả? Thằng rơi đánh thánh vật kia. Đồ rơi đánh. Mai mà không dẫn xác về, tao cho chúng nó ra đốt cha nó bẻ đi. Thôi chú về đi, kẻo mệt. Mệt cái tiên sư mày, đồ đạo đức giả. Mày hãy đợi đấy. Con gái gì mà nghịch ghê thế? Cứ đạp mãi. Cái gì? Sao lại con gái? Thì em thích thế. Phải có nếp có tẻ chứ anh. Cứ luôn mồm con gái, con gái. Ô hay, một trai một gái là đẹp nhất rồi còn gì. Đẹp với ai chứ với tôi đã có thằng cu nào đâu. Anh vừa nói gì? Em cứ tưởng anh coi cu Vượng như con đẻ cơ mà. Thế bao giờ thì đưa người ta về quê? Cái gì? Thế không cho người ta nhận họ hàng anh em à? Cứ lừng lừng lơ lơ mãi. Quê quán. Có còn ai đâu mà về. Thì cũng phải biết mồ mả cha ông chứ. Cứ để đi xong đã nào. Này,
Hay là vẫn tiếc người đẹp ở quê, sợ nó chê là rước nạ dòng về chứ gì? Vớ vẩn. Vâng, vớ vẩn. Ông thì cứ liệu liệu đấy. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều thêm khổ. Em đi đây. Chú ơi chú, chú đừng đi. Chú đừng bỏ cháu mà đi. Chú ở lại đi ạ. Nếu ông bắt chú lấy vợ thì chú vào nhà cháu mà trốn chú ạ. Đừng đi chú nhé. Được rồi, chú không đi nữa. Mẹ ơi, chú ba không đi nữa rồi. Mẹ đừng buồn nữa, con ra với em đây, nhá. Thôi, em về đây. Sáng mai, chị nhớ ra vó trong hộ em một lúc. Em phải đảo qua nhà, nếu không ông cụ cho người ra đốt vó bè thật đấy. Sang giúp đưa em đi viện đây. Biết rồi. Anh chuẩn bị tã lót quần áo đi. Thôi ơi, cố gắng chịu, không có làm mệt đấy nhá. Chị biết rồi. Gắng chịu đi em. Đau quá. Ta đi bằng xe ngựa chứ bác. Đi thế có mà đẻ ra xe à? Chú đi chuẩn bị cáng, tôi cùng với chú đưa cô ấy đi đường tắt cho nó tiện. Vâng. Cố lên em. Gắng lên một tí nào. Phải giữ sức chứ. Cố lên em. Ôi chị ơi. Lối đi tắt đây. Anh xin cháu thứ mấy? Tôi xin cháu thứ hai. Mà đang mong con gái đây. Này anh kia, ra ghế mà ngồi chứ, ngó nghển gì thế?
Anh là người nhà chị Thịnh ạ? Vâng, tôi đây. Chúc mừng anh, chị ấy sinh rồi, cháu bé khỏe lắm. Ôi, thế à? Cháu trai hay là gái à? Một nàng công chúa rất xinh. Anh sao thế? Không. Không. Anh nên chuẩn bị chút gì cho chị ấy ăn đi. Đẻ xong là đói lắm đấy. Con gái à? Lại con gái à? Cho chén rượu bà. Cho chén nữa bà. Không nhận lấy đâu hả Tiến? Ôi giời ơi, anh Tuyên! Ngồi xuống đây đã. Bà cho chén nữa bà. Vâng. Làm sao mà anh lên tận đây? Lạ lắm. Buôn gỗ như tao thì chỗ nào đến chả được. Cái lạ là mày ấy chứ. Đang ở với con mẹ bán chè thế này hả? Sao anh biết? Nghe đồn thế. Chắc là trông ngon mắt lắm nhỉ? Mà mày bỗng dưng sao lại hoa lá cành thế? Xưa nay có thế đâu. Hoa lá gì đâu. Chẳng qua là đi kiếm tí mẫu mà. Tí mẫu? Tao cua chứ gì. Rồi rồi. Thế mà tao nghĩ không ra. Tưởng mày ăn phải mua phải bả gì. Thế sao rồi? Thất bại rồi. Em cũng chưa biết tính sao đây. Thất bại à? Vâng. Nó lại tòi ra một con vịt rời. Em thấy nó có một thằng cu hay quá. Lại quá chồng. Nên mới tính là gửi được một thằng nhóc. Hay thật, gửi. Chứ sao? Được một thằng cu là em cóp về luôn. Thôi uống đi đã nào. Tính sao? Chả biết nữa. Đúng rồi. Cô ả này người vùng trung du hay miền núi hả? Vâng. Nhưng anh hỏi thế nghĩa là thế nào?
chị, mày thất bại là phải. Thằng con đầu của nó chẳng qua là ăn may thôi. Phải là con gái vùng biển mới ăn chắc. Huyền thuyền, lên rừng xuống biển, tiền đâu? Không huyền thuyền đâu nhé, khoa học hẳn hoi đấy. Con gái vùng biển nó ăn nhiều cá, mà ăn nhiều cá thì mới đẻ nhiều con trai. Đồ hấp tấp. Làm cái gì mà không nghiên cứu là nó thế đấy. Lại ra biển cửa. Bà cho cái bánh đa. Mời ông. Tao sẽ chỉ dẫn cho mày đến nơi đến chốn. Muốn được thì phải chịu khó. Và lại nó là người vùng biển, nhưng lại đang sinh sống ở trên này. Mày ngại cái gì nào? Nhưng cách đây có xa không? Em sợ ở gần đây cũng phiền lắm. Mới lại là người như thế nào ạ? Không xa cũng không gần, cách đây vài chục cây. Và lại nữa, ở tít tận trong vùng hồ, chẳng bao giờ ra đến đây đâu mà sợ phiền hà. Quê ở Tiền Hải, Thái Bình, lên làm ăn trên này. Không chồng, nhưng có hai con, cực khỏe, cực đẹp. Tên là Hợi Mắn. Hay nhỉ? Hay chứ, vì mắn quá mà. Chỉ cần một thằng đàn ông đi qua cuối giường là chửa ngay. Cực nhạy, nên mới gọi là Hợi Mắn. Cũng đà tỉnh lắm. Ưng chưa? Nói vừa thôi, kẻo tay vách mạch rừng đấy. Bà biết mày à? Không hề, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thế nào, đi không? Đi chứ, có anh chỉ dẫn, phải lên giời em cũng đi. Thế thì đi ngay. Dạ vâng. Bà cho con gửi tiền bà mấy chén rượu với cái bánh đà. Anh cứ đứng đây chờ em. À, tí thôi. Ngay lên nhá. Ta đi thôi anh. Ừ. Ê! Chờ! Từ từ tôi lên với! Chia sẻ thì em chết lâu rồi. Ồ hay, thế chú Tín chú vẫn chưa vào đây à? Có thấy mặt mũi đâu đâu, em cũng chẳng hiểu thế nào nữa. Đây, dúi vào tay tôi cái làn này, có mấy thứ gói gói bọc bọc ở trong ấy, rồi nói là đi đằng này gấp có việc, rồi sẽ quay lại đây cơ mà. Thế này là thế nào hả chị? Thôi,
hiểu rồi. Lâu nay em cứ ngờ ngợ, nhưng rồi lại gạt đi. Lạ nhất là cứ bàn lùi mỗi khi em tính chuyện về quê anh ấy. Thật là nhẹ dạ. Nhưng anh ấy rất tốt chị ạ. Chị thấy đấy, có thèm tơ hào gì đến tiền bạc đâu. Tiền công cũng không lấy, cũng không phải là người ham hố trăng hoa. Cổ chắc thế à? Vâng, ăn ở với nhau thì phải biết chứ. Có điều là anh ta cứ ăn sổi ở thì thế nào ấy. Chẳng ai đo được lòng người. Chị ạ, lúc nào em đi lại được, em sẽ tìm hiểu cho rõ. Chắc là có uẩn khúc gì đây. Chỉ có con tôi, thế là lại không có bố. Thế là em đã là bố của 5 đứa con gái tất cả, chẳng được mụn con trai nào. Trận này dứt khoát thắng lợi. Mày cứ để yên, ta đạo diễn cho. Giữa vùng núi non lại có hồ nước lớn. Hồ trên núi mà. Cảnh sắc này thật là xuôi ngược hợp nhau, âm dương hòa hợp. Vậy mà không ra con trai nữa thì chết quách đi cho xong. Sắp đến chưa anh? Sắp. Đi. Đưa cho anh nhờ, không có bà anh sợ. Chết, em đoảng quá. Mời anh vào nhà. Hôm nay tôi đưa bạn tôi lên nộp cho cô đấy nhé. Anh cứ nói thế, mang tiếng em chết. Thì mấy lần cô chẳng nhờ tôi làm mối cho là gì. Cái anh này. Thôi, mời anh xơi nước ạ. Lâu lắm anh mới lại lên. Lang bạt kỳ hồ ở những đâu thế? Hai thằng nhóc đi chơi à? Vâng ạ. Cô Hợi này, tôi bàn với cô việc này nhé. Đây là anh Tín, bạn thân của tôi. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cô ạ. Mùa màng dưới quê thất bát, người lanh lẹn láu lỉnh thì đổ về thị xã thành phố làm ăn. Còn anh bạn tôi đây, củ lần nhưng được cái khỏe mạnh và tốt bụng. Anh ấy hợp với các công việc nặng nhọc thổ mộc, muốn lên trên này giúp cô một tay, đồng thời cũng là để kiếm sống qua ngày. Làm thuê cho cô là tốt nhất. Còn nếu không được thế thì cũng nhờ cô chỗ tá túc, rồi kiếm việc ở những nhà quanh đây. Cô giúp cho. Anh cứ nói quá lời như thế.
Thì biết thế đã, để em tính. Hai anh xây nước đi. Anh Tuyền cứ nói là làm thuê, làm như em là bà chủ không bằng ấy. Thì chỉ có việc đất cát, vườn tược, rồi đi củi, tranh thủ đánh cá hồ và chăn vịt thôi. Tôi không đi chăn vịt đâu. Bồ Duyên. Thôi chết, muộn rồi. Hai anh ngồi chơi rơi nước để em xuống bếp làm cơm. Anh Tuyền ơi, tiếp canh vịt nhá. Không ăn vịt đâu. Trời ơi. Bao giờ thì anh ấy về hả chị? Ôi dào ơi, ai mà biết được. Có hôm thì sẩm tối, có hôm thì đi đánh cá trên hồ cả đêm trả về. Chị uống nước đi. Vâng, xin chị ạ. Thực ra tôi tìm đến đây không phải là để gây sự với chị. Chị cũng biết rồi đấy. Tôi đang ở cữ, phải gửi con lặn lội lên đây là để cứu chị đấy, chị hỡi ạ. Tôi cũng muốn nhìn rõ tâm địa của người ấy thôi. Chứ còn phận tôi thì coi như cũng là xong. Làm sao tôi tin được chị? Tùy chị thôi. Tại sao chị không giải quyết cho sòng phẳng đi? Sòng phẳng ư? Tôi cũng như chị, chẳng phải là vợ của anh ta. Tôi muốn có một đứa con gái thì đã có rồi, gây sự với anh ta mà làm gì. Con người ấy cũng không phải là kẻ tệ bạc lừa đảo gì cả, chẳng qua vì một nỗi u mê. U mê ư? Nếu mà anh ta không lừa đảo, không lấy của ai cái gì, thì tại sao chị phải đến đây để cứu tôi? Đúng, anh ta không lừa đảo để chiếm đoạt tài sản và tiền bạc của chị, mà chỉ chiếm mất con của chị thôi. Hả? Không phải hai thằng ấy, mà là trong bụng chị cơ. Nếu thật chị đã có thai với anh ta, tôi nghe đồn chị mắn lắm mà lại đẻ toàn con trai. Vì em là hợi mắn mà lại. Lời đồn quả không sai. Nhưng thôi được, để rồi xem. Dù sao cũng cảm ơn chị. Chị đã nghén chưa? Nói chị bỏ lỗi cho em. Em có phải loại ngờ nghệch đâu. Em đẻ hai thằng con trai chẳng cần bố bung gì hết thì chị biết rồi đấy. Em đã có hai thằng rồi, chẳng tội gì mà tòi thêm thằng nữa. Em chẳng đẻ đái gì nữa đâu, anh ta hay ai cũng vậy thôi. Em đã kế hoạch rồi. Quái kiệt, thế hắn không biết à? Em cảm ơn chị. Nếu mà biết, hắn đã đi gửi người khác, để lại làm khổ người ta rồi. Em phải cho hắn một vố mới được. Chị muốn làm gì thì làm, để hắn hết u mê đi. Thế là tôi yên tâm cho chị rồi. Thôi, tôi xin phép chị, tôi phải về thôi. Ôi, mai chị áng về, ở lại chơi đã. Để gặp thôi. Hắn đã. Thôi, chẳng cần thiết nữa. Tôi phải về thôi, kẻo không kịp chuyến xe.
Mình này, sáng nay em vừa đi khám đấy. Đi khám? Thế họ bảo sao? Họ bảo em chẳng có gì cả, vẫn bình thường. Sao lại thế nhỉ? Quái thật. Hay là tại mình? Đúng tại mình rồi. Khỉ thật. Đang lên đầu lên đây này. Nói vớ vẩn. Vớ vẩn cái gì? Chắc là anh có vợ kèo con cột ở đâu. Bây giờ anh về nhà ruồng rẫy cáu bẩn với tôi đấy hả? Thôi, thế cô đi khám ở đâu? Có chắc không? Sao lại không chắc? Bệnh viện chứ có phải bỡn đâu. Quái thật. Chẳng lẽ thế? Hay là tại thay đổi thông thổ? Anh có mấy cháu rồi nhỉ? Dạ, tôi có một à. Anh lễ phép quá đấy, chỉ cần dạ một lần thôi. Thế cháu trai là gái? Dạ, gái ạ. Cháu mấy tuổi rồi? Chắc anh đang định đẻ tiếp đứa nữa à? Vâng, cháu lớn 11 tuổi ạ. Kế hoạch thế là tốt. Đây, kết quả xét nghiệm của anh đây. Dạ thưa, chữ bác sĩ khó đọc quá. Sao? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi phải viết huân huy chương cho anh chắc? Dạ... Chỉ có điều là... Sao ạ? Cha, nhưng mà anh đừng lo lắng quá. Sida? Không, thưa bác sĩ, tôi không hề tiêm chích, không quan hệ với gái mại dâm. Tôi chỉ quan hệ với những người tốt, những người khỏe mạnh. Tôi không thể... Tại sao lại là những mà lại không phải là một? Dạ, tôi nói nhầm. Tôi muốn nói là chỉ quan hệ với một người. Một người khỏe mạnh, tức là vợ. Không những anh nói nhầm, mà vừa rồi anh còn nghe nhầm nữa. Tôi thốt lên cha, chứ không phải bảo anh Sida. Anh không có gì nghiêm trọng lắm. Anh muốn sinh cháu nữa là hoàn toàn ổn. Dạ. Chỉ có điều xác suất con trai rất thấp. Nhiễm sắc thể giới tính, tức là nhiễm sắc thể Y của anh, kém lắm. Bác sĩ bảo nếu tôi sinh cháu nữa thì lại là gái ạ. Phần lớn cụ thể là như thế đấy. Bác sĩ, tôi không thể có con trai ư? Phải có nghị lực, phải có cái nhìn thẳng thắn vào sự thật, anh bạn ạ. Bác sĩ ơi, nhưng mà tôi nhất định phải có con trai. Cái sự nhất định ấy đã từng là bi kịch của rất nhiều người đấy anh bạn ạ. Tôi khuyên anh, dù có đẻ đứa thứ hai là trai hay gái, thì cũng nên thôi đi. Không còn cách gì ư? Tôi khuyên anh như vậy. Đúng vậy. Thôi, chào bác sĩ. Bí lại còn ăn rau bí. Bí bỏ mẹ. Đi đâu về thế? Đi khám. Thế sao? Này,
Có thật là cô không thấy gì không? Sao? Có thì đã mừng. Vô lý. Cái gì vô lý? Tôi hoàn toàn bình thường. Chết thật. Hai cái người khám cho em họ xét nghiệm nhầm. Hay là để em đi khám lại? Thôi. Sao lại thôi? Chơi nữa. Thôi. Chơi nữa. Thôi. Thôi. Chơi nữa. Thôi. Kìa. Sao lại thôi? Chữa làm gì? Để lại đẻ ra vịt rời nữa. Sao lại vịt rời? Bác sĩ bảo Tôi không có con trai được. Con gái thì càng thích. Em đang thích con gái. Tôi lạy bà. Thế là rõ rồi nhá. Rõ, rõ cái gì? Ông chỉ cần một thằng con trai có đúng không? Thằng đếch nó chả thế. Ôi giời ơi. Không thằng đàn ông nào cạn tàu giáo má như ông. Ông định lừa tôi đẻ một thằng con trai với ông, rồi ông cóp thằng bé chuồn về quê. Nhưng mà tôi nói cho ông biết nhá, dù tôi có đẻ với ông một đứa đi chăng nữa thì ông cũng không có quyền gì mà cướp mất con của tôi. Đẻ được quái đâu mà nói phách. Này, tôi nói cho anh biết nhá, không bao giờ tôi đẻ nữa. Tôi đã có hai thằng con trai rồi, tôi đẻ làm quái gì nữa. Ra thế. Cô cố ý hả? Chứ sao, tôi thích anh, nhưng mà không phải để đẻ. Không bao giờ đẻ nữa. Hiểu chưa? Lừa đảo. Ông bảo ai lừa đảo? Ông hay là tôi? Ông nói mà không sờ vào gáy của mình à? Nặng nô. Ôi trời ơi, ông chửi tôi đi hả? Tôi nói cho ông biết nhá, tôi không phải như cái nhà chị đẻ toàn vịt rời đâu nhá. Ông tưởng ông bắt nạt được tôi đấy hả? Nhầm. Này, thôi. Tôi xin hai vị, tôi. À, thì ra là ông buôn gỗ. Chính ông dẫn lối đưa đường anh ấy đến đây. Có chuyện gì thế? Mọi chuyện nói xong, tôi lại ông về ngay cho tôi nhờ. Đi. Có chuyện gì thế? Cứ về rồi khắc biết. Tín ơi, tôi với ông mắc tội với trời rồi. Được rồi, ông chờ tôi một tí. Ấy chết, khách đến nhà sao lại đùng đùng kéo nhau đi như thế hả anh Tuyền? Ta đi thôi anh, mặc mụ ấy. Ui. Này, ông không ra khỏi nhà tôi dễ như thế đâu nhá. Ông định bỏ của chạy lấy người đấy hả? Cái đồ ma cô. Ông vào đây tôi phải cho ông một bài học mới được. Thôi. Nghe đây này. Đứa con ông Tín chết bệnh. Hả? Con bé út đấy. Cô có để cho nó về thắp nhang tạ tội với con nữa không hả? Anh nói sao? Nói sao? Tôi có tội lớn với vợ con ông. Khi gặp ông, tôi đã không cản, lại còn dẫn ông lên tận trên này. Tôi cũng thành thật xin lỗi cô Hợi. Đứa con ông Tín bị chết vì suy kiệt, còn vợ vì buồn bã, nghe nói đang chuẩn bị dẫn các con về bên ngoài. Thế còn thằng Vàng, tôi đã gửi nó. Gửi gắm gì nữa? Nó lo thân nó chẳng xong, bị ông chú ép lấy vợ sớm, nó bỏ đi kinh tế mới rồi. Giời ơi. Giời ơi. Ê, chờ tao với. Chờ tao với.
còn có linh thiêng, thì hãy xá tội cho bố. Bố xin con, bố hứa với con là từ nay bố sẽ làm lại để cho các chị và mẹ con được sung sướng. Bố lạy con. Kìa, ai như mẹ con nhà nó kia kìa. Đi đi, này, nhanh đi. Mình ơi, các con ơi, mình... Các con ơi! Mình, tôi biết hết cả rồi. Ta về nhà thôi mình. Về nhà thôi các con. Chỉ thương con bé ngoài kia nằm lạnh lẽo có một mình. Lúa năm nay đẹp quá. Lúa đang lên đồng mà. Lúa đang thì con gái đẹp thật. Thôi ta về đi mình. Về đi các con.